Hello, xin chào anh em. Rất nhiều anh em comment là yêu cầu mình là lên video lắp full. Thì thôi thì hôm nay là mình sẽ dành khá thời gian để xử lý một cái video lắp full cho anh em. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nó sẽ hơi chi tiết một tí, sẽ giới thiệu anh em là cách lắp PC năm 2023. Năm 2022 là mình làm một cái rồi, 2023 là làm một cái nữa cho nó mới mẻ. Thì linh kiện mỗi năm nó mỗi khác mà, nên là năm nay là mình sẽ làm một cái bộ nó mới tí nhỉ, khỏe tí. Đấy thì tổng ngân sách của bộ PC ngày hôm nay mình lắp nó sẽ rơi vào khoảng 39 triệu anh em nhé. Đấy, để đỡ anh em nào mà comment hỏi là anh ơi bộ này bao tiền, xong rồi lại chat hỏi mình là bộ này bao tiền. Đấy thì bộ này là 39 triệu anh em nhé. Thì mình sẽ để luôn trên cái tiêu đề là 39 triệu luôn để cho anh em đỡ thắc mắc là đỡ hỏi. Thì đây, mình đang có một con main B660-A Rockchick. Hôm nay thì các linh kiện là mình bóc sẵn rồi để cho nó đỡ mất thời gian. Đây là một cái phiên bản main là chạy RAM DDR5 anh em nhé. Như anh em cũng biết là RAM 5 bây giờ nó rất là rẻ rồi, nên là cái việc anh em build PC ấy thì nên chọn RAM 5 ở thời điểm hiện tại vì nó rất rẻ, thực sự rất rẻ luôn. Và cái main lắp RAM 5 nó cũng rất là rẻ, thì chả tội gì mà phải dùng RAM DDR4 cả. Thì hôm nay là mình có một con chip là Core i5-13600K này, một con chip cũng gọi là quốc dân ấy. Đấy, thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn luôn, hướng dẫn anh em lắp cây luôn. Về sau là anh em chỉ cần là nhìn video của mình thôi là lắp được cây. Lắp cây thì nó cũng đơn giản đấy mà. Cho cái hộp ra ngoài, hộp hiếc là mình vứt hết ra ngoài nhá. Có mỗi con chip là bóc thôi, còn các thứ khác thì mình bóc sẵn hết rồi. Đây anh em nhìn nhá. Cái vị trí lắp chip thì nó ở đây. Đấy, nhưng mà cách mở thì anh em chỉ việc là ấn cái này xuống này, ấn cái lẫy này xuống. Rồi mở ra, mở sang ngang. Đấy, lật lên là xong. Đấy. Lật cái chốt này lên. Mở cái nắp này ra. Đấy, dễ chưa? Mở cái nắp này ra. Và đặt chip thì đương nhiên là anh em phải đặt theo đúng cái chiều chữ rồi. Đấy, Intel thì cứ đúng cái chiều chữ mà đặt. Đấy, đặt con chip lên nhẹ nhàng tình cảm đây anh em nhá, chứ không là bị cong chân đấy. Úp cái này xuống thì anh em nhìn cái chốt này này, đây này. Đấy, anh em ấn cái này xuống để đấy cho nó bung cái nắp này ra. Và anh em lại ấn cái này xuống để cho cái thanh này nó giữ lấy cái ngàm và lại ấn vào. Đấy, như vậy là xong. Xong quy trình lắp chip rồi, rất đơn giản luôn. Đấy. Tiếp đến là chúng ta sẽ lắp SSD. SSD, ok, tô vít đâu rồi, anh em chờ tẹo. Đây rồi. SSD thì tùy từng mã main thì nó sẽ có những cái vị trí lắp SSD và giáp tản khác nhau. Tuy nhiên thì thông thường là mình sẽ ưu tiên lắp ở cái khe trên cùng này trước. Đấy, anh em lắp SSD thì ưu tiên lắp khe trên cùng. Bây giờ thì hầu hết là các mã main người ta đều trang bị tản nhiệt SSD hết rồi. Đây là cái miếng tản nhiệt SSD anh em nhé. Thường thì nó sẽ làm bằng nhôm, nó úp lên cái bề mặt của SSD. Khi mà SSD nóng ấy, thì nó sẽ tỏa nhiệt ra cái tản này, thì nó sẽ giúp là làm mát cho SSD rất là nhiều. Và đương nhiên ấy, cái việc đầu tiên mà khi mà anh em tháo cái này ra ấy, là anh em lột cái này ra giúp mình. Lột luôn nên không quên. Đấy, cái này là rất hay quên này. Cái này mà quên thì cái SSD nó còn nóng hơn cơ, vì là nó có một cái lớp ni lông ở đây thì nó lại thành siêu nóng. SSD hôm nay thì mình dùng là con Hixemi Future Eco 1T. Con này thì giá rẻ nhưng mà tốc độ thì khá là cao. Tốc độ đọc là 5000, tốc độ ghi là 4600, rất là cao luôn. Gen 4 anh em nhé. Gen 4 giá rẻ chỉ hơn 1 triệu thôi. Cái này thì tùy từng mã main. Cái này thì nó có cái chữ rồi nên là mình đặt nó dễ. Nhưng mà có những cái mã main nó không có chữ, nên là anh em phải nhớ cái chiều mà lắp cái tản nhiệt này này. Đặt cái này lên và anh em xoáy cái ốc vào là xong. Đấy, lắp SSD thì nó cũng dễ thôi. Rồi.
Bây giờ tiếp theo thì đúng ra là chúng ta sẽ lắp RAM ở đây, nhưng mà bây giờ thì chúng ta chưa lắp RAM vội, mà bây giờ sẽ lắp cái main này vào cái vỏ trước, sau đó là sẽ lắp nguồn, lắp tản, còn cái RAM thì anh em nên lắp cuối cùng thì nó sẽ dễ hơn. Thì bây giờ là mình sẽ mở cái vỏ ra và sẽ hướng dẫn anh em là lắp cái main vào cái vỏ nhá. Và đây mình đã có con vỏ trên mặt bàn đấy rồi. Hôm nay thì mình sẽ dùng con vỏ là Montech E1000 Premium. Đấy thì anh em sẽ làm như sau. Trước tiên là phải tháo kính này, tháo kính và tháo cái mặt sau. Thì con này là kính, nó là bản lề rất là dễ tháo rồi. Anh em chỉ việc mở cái này ra. Đấy, mở cái này ra. Và đây nhá, xoay đến phần này và nhấc lên thôi. Đấy, nhẹ nhàng. Như vậy là chúng ta đã tháo được cái kính ra rồi. Thông thường thì một số cái mã vỏ cây thế hệ mới bây giờ ấy, người ta làm bản lề thì mình rất là thích cái kiểu này. Rất là dễ vệ sinh, về sau em chỉ việc mở bản lề ra vệ sinh thôi thì nó rất là tiện. Rồi tiếp đến là anh em sẽ tháo cái nắp phía sau ra. Nắp phía sau thì thông thường nó sẽ có hai cái ốc. Anh em chỉ việc là tháo hai cái ốc ra thôi và rút ra thôi. Đấy, như vậy là anh em đã tháo được cái nắp phía sau ra rồi. Việc tiếp theo đó là anh em tìm cái bộ phụ kiện của nó. Bộ phụ kiện để ốc yếc các thứ ấy. Đây. Một số cái mã vỏ thì nó sẽ làm theo dạng là nó sẽ bọc trong một cái túi ni lông, sau đó sẽ dính vào đây. Nhưng mà cái mã này thì trông làm xịn xò hơn. Đó là làm một cái hộp màu trắng và kẹp vào cái khe HDD. Đấy thì về sau mà anh em có mua HDD ấy, thì lắp vào cái khay này. Lắp vào cái khay này sau đó thì ôi chà, sau đó thì đút vào là xong thôi. Đây này. Đấy. Đút vào là xong thôi. Rất tiện. Và đây thì mình sẽ lấy cái bộ ốc ra. Trước mắt là phải lấy bộ ốc đã, thì anh em mới vào được cái main. Đây. Đây mình sẽ đổ ra đây nhá. Bỏ lên đây đã. Bây giờ nó vẫn cho cái còi này anh em này. Đây là cái còi báo lỗi nhá. Hồi xưa thì hay có cái kiểu này, nhưng bây giờ thì ít rồi. Ít người dùng cái này rồi. Và đây là mình có cái bộ ốc này. À đây hãng nó còn ghi luôn ở đây cho anh em này. Đấy, nguồn này, cạc này, HDD này. Đấy. Đây, cái này nó có ghi không? Đây. Mainboard này, SSD này, đấy, rất là chi tiết. Cho thêm cả cái chụp này nữa. Này, anh em biết cái chụp này để làm gì không? Một đầu là lục giác này, một đầu là cái hình, một đầu là tô vít như bình thường này, một đầu là chữ thập tô vít như bình thường này. Cái này thì để anh em chụp vào cái này này. Đây, để anh em chụp vào cái này, chụp vào cái này. Và vặn ra. Đấy, thì để anh em tháo cái đệm, tháo cái ốc đệm ra thôi. Còn cái này thì mình thấy là các vị trí của ốc là đã bắt đầy đủ hết cho một con main ATX rồi. Đấy, nên là mình sẽ không cần phải can thiệp gì nữa. Bây giờ chỉ việc vào main là xong thôi. Đấy, như mọi lần. Ok, bây giờ mình vào main anh em nhá. Và vào main thì anh em nên vào theo cái chiều này. Đó là vào theo cái chiều vào chặn main trước. Đấy, vào chặn main. Đi vào trong này. Nhớ là nhấc những cái dây ra, có cái dây nào vướng thì anh em nhấc ra nhé. Vào cái chiều chặn main này trước. Đấy. Cái này nó có chốt giữ không nhỉ? Main này nó không có cái chốt giữ. Rồi anh em xem là các cái vị trí ốc vít ấy, nó khớp với cái mặt main là xong. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái ốc, đấy, ốc của con vỏ này. Ốc mainboard. Và cái ốc này thì nếu như mà những cái vỏ nào mà nó không có phân loại ấy, thì anh em lưu ý giúp mình này. Nó là cái dạng ốc mà nó có gen rất nhỏ, gen siêu nhỏ luôn nhá. Và cái đầu nó giống dạng đầu cái mũ ấy, đầu cái mũ và gen siêu nhỏ nhá. Thì đây là cái ốc bắt main. Đừng anh em làm nhầm, một số anh em sẽ bị nhầm. Nên là khi mà quá trình bắt vào nó dễ bị trờn cái gen ra. Và vẫn như mọi lần thôi, bắt ốc main thì mình sẽ dùng cái tô vít tay. Hơi lâu một tí, nhưng mà nó sẽ tránh cái việc là bị chạch gen và bị quá lực.
Còn những cái ốc mà yêu cầu độ chắc chắn và cục xúc hơn, ví dụ như là ốc nguồn chẳng hạn ấy, thì mình sẽ dùng cái tô vít điện, cần lực khỏe hơn. Còn cái ốc mên này thì anh em cứ bắt cái tô vít tay, nhẹ nhàng tình cảm mà thôi là xong. Anh em nhớ bắt đầy đủ ốc nhé, đừng anh em nào bắt thiếu. Mình biết là có một số trường hợp là anh em lười bắt ấy, nên là đôi khi là bỏ một vài vị trí ốc ấy. Vậy cũng không hay lắm. Anh em cố gắng là bắt đầy đủ 9 ốc giúp mình, thì cái mên nó sẽ gắn vào vỏ chắc chắn hơn. Cái vỏ Montech này thì mình thấy là những cái vị trí bắt ốc của nó rất là fit. Đôi khi ấy, một số cái mã vỏ rẻ tiền ấy, anh em bắt là vị trí bắt ốc của nó khá là lệch với cái vị trí của cái mên. Không hiểu kiểu gì luôn, bắt vào rất là khó. Nhưng mà con Montech này mình thấy rất là ok, vị trí bắt rất là fit. Đấy, như vậy là mình đã vào xong tất cả ốc rồi. Giờ thì vỏ nguồn nha. Rồi, dựng con vỏ này lên. Rồi, quay góc kia cho anh. Đấy, quay cái góc vừa rồi cho anh. Đấy. Và trước khi vào nguồn thì mình sẽ cắm những cái cổng kết nối của cái vỏ này trước. Thì đây, vỏ này thì anh em sẽ ngó qua một số cái cổng cơ bản. Mình sẽ chỉ luôn cho anh em. Thông thường thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Chỉ có một số mã vỏ thì nó sẽ hơi đặc thù một tí. Còn lại những cái mã vỏ phổ thông ấy, thì nó sẽ kiểu như thế này. Bỏ cái này ra. Mình sẽ lấy những cái kết nối của cái vỏ trước. Đây. Đây là cái kiểu kết nối cơ bản của một cái vỏ này. Đó là một cổng HD audio này. Cổng này là cổng USB này. Đấy. Cổng này là cổng USB 3.0 này. Và các cổng switch này, anh em khá là đau đầu về vụ này này. Rất nhiều anh em ngại cắm cái này luôn này. Thì lát nữa mình chỉ đúng cái vị trí mà cắm cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm mình sẽ quay cái mặt trước nhá. Và cái dây thì mình sẽ luồn. Mình sẽ đứng sau bên này. Đấy, cho anh em dễ nhìn. Đầu tiên là cái USB 3.0 trước, rất là dễ cắm này, anh em nhìn vị trí này. Đây là cái vị trí của cái USB 3.0 này. Rất là dễ cắm thôi. Vị trí của nó thì anh em xoay, nó có một cái ngạnh ở đây này. Đây này, nó có một cái ngạnh ở đây. Đấy, nên là anh em phải đặt đúng cái vị trí của cái ngạnh. Thường là cái ngạnh nó sẽ quay ra ngoài. Đấy, phập cái là xong. Tiếp đến là cổng HD Audio. HD Audio thì mình thấy là các cái mã main thường là nó sẽ ở góc dưới cùng. Thường sẽ ở góc dưới cùng bên bên trái. Và anh em nhìn nhá, nó có một cái chân khuyết này. Nó có một cái chân bị khuyết nhá. Đấy, nên là anh em cắm đúng cái vị trí, làm sao để cho cái chân khuyết này nó vào cái chân pin mà không có cái chân pin này là xong. Này cũng dễ thôi. Đấy. Tiếp đến là cổng USB 2.0. USB 2.0 thì một số mã vỏ có, một số mã vỏ không có. Thì anh em cứ cắm thôi, cái nào có thì anh em cắm. Đây nhá, cái này nó cũng bị khuyết nhá, nhưng mà cái vị trí khuyết của nó lại là cái vị trí ngoài cùng. Và cái vị trí cắm, cái chân cắm này nó cũng làm khuyết ra, nên là anh em sẽ đặt rất là dễ thôi. Cái cổng USB thường là các hãng người ta sẽ làm là ở chính giữa và dưới cùng anh em nhá. Này, đấy, xong. Rồi, tiếp đến là những cái cổng switch này. Cái này thì chắc là rất nhiều anh em đau đầu về cái vụ này. Đấy, thì mình sẽ chỉ luôn cho anh em này. Đây. Đây nhá, đây là cái vị trí mà lắp những cái cổng switch. Thì thông thường là cái những cái vị trí này nó sẽ nằm ở dưới cùng, ở bên phải. Đấy, dưới cùng bên phải thì để dễ cắm nhất ấy, thì anh em làm như này giúp mình. Đầu tiên là cái HDD LED này. HDD LED thì nó sẽ nằm ở dưới cùng bên trái. Này. Đấy, HDD LED nhé, dưới cùng bên trái. Xong rồi bên cạnh HDD LED là cổng reset. Đấy. Bên cạnh HDD LED là cổng reset. Đó.
bên trên cổng reset là cổng power. Đấy. Và bên cạnh power là hai cái nút còn lại, đó là power led. Power led thì anh em lắp là cộng bên ngoài và trừ ở bên trong. Đấy. Như vậy là chúng ta đã lắp được xong. Đấy, full xong nhá. Cái này thì cái vỏ này nó lại tòi thêm một cái dây này nữa. Anh em nhìn này, ARGB input. Đấy, đây là cái cổng 5V. Thì đây chính là cái cổng sinh main của cái vỏ này, cung cấp tín hiệu LED cho 4 cái fan. Anh em nhìn này, 4 cái fan đi kèm vỏ là 4 cái fan ARGB. Nên là chúng ta sẽ cắm cái cổng ARGB này vào cổng sinh của main. Và nhận biết cái cổng sinh của main ấy thì anh em nhìn giúp mình này, đây này. Đây nhá. Cái cổng sinh 5V nó chính là cái cổng mà 3 đầu, 3 pin. Có nghĩa là 4 pin nhưng mà nó bị khuyết cái một cái pin ở giữa này. Đấy, cổng 3 pin như thế này. Thì anh em có thể nhìn đây này, đây là vị trí này. Ví dụ như là Menasus thì nó sẽ có là đây là một cổng này. Đây là một cổng. Cổng bên cạnh không phải nhá, cổng bên cạnh là nó là 4 pin, nó là cổng 12V. Còn đây mới là 5V này. Đấy, 3 pin bị khuyết một đầu. Còn Asus thường thì nó sẽ thêm hai cổng 5V nữa. Đây bên trên này nó sẽ có hai cổng nữa. Đấy, thì mình sẽ cắm một cổng dưới cho nó gọn. Luồn vào bên trong cho nó gọn. Thì anh em sẽ điều chỉnh được hết LED ở trên cái phần mềm Armoury Crate. Đấy, ngon lành cành đào. Đấy, xong. Rồi, như vậy là mình đã cắm các cổng kết nối vào rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào cái nguồn. Bởi vì sao anh em phải vào nguồn trước? Bởi vì là khi mà anh em vào nguồn ấy thì anh em sẽ phải cắm cái dây nguồn cấp điện cho con CPU ở bên trên này. Thì khi mà cắm cái dây nguồn xong thì anh em vào tản ở trên nóc này nó mới dễ. Chứ nếu như mà anh em vào tản trước ấy thì cái việc mà cắm cái dây nguồn này rất là khó luôn. Nên là anh em phải vào nguồn trước. Đây là cái khoang lắp nguồn ở phía sau. Và cái nguồn thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Hôm nay là mình dùng con nguồn là Deepcool PK750 anh em nhé. PK750 này. Thì lắp nó rất dễ thôi. Cái chiều lắp thì anh em chú ý giúp mình là cái mặt fan này này. Mặt fan này thì quay xuống dưới là xong. Đấy, mặt fan quay xuống dưới. Rồi anh em nhắc cái nguồn vào. Cố gắng là lừa để cho nó không bị cấn mấy cái dây này nhá. Khi mà anh em ấn vào được này, còn cái nguồn nó xuống thấp thì điều chỉnh cái dây lại nó dễ. Đấy, dây này hơi to. Đây. Đấy, thì cái nguồn nó là phía sau. Thì anh em đặt cái nguồn làm sao để cho nó đúng những cái vị trí bắt ốc như thế này. Và xong. Mình sẽ lấy cái đây, sẽ có cái ốc này, PSU này. Anh em lấy ốc của main cũng được. À, anh em lấy ốc của vỏ cũng được. Hoặc là anh em lấy ốc của đi kèm cái nguồn cũng được. Thường là nguồn nó sẽ đi kèm ốc. Khi mà lắp những cái ốc to như này thì mình sẽ dùng cái tô vít điện. Như vậy thì lực nó vào nó khỏe hơn. Đấy, phát vào luôn. Lắp 4 cái ốc vào là siêu chắc chắn luôn. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cắm dây. Cắm dây thì mình sẽ tìm cái dây CPU trước. CPU trước. Đây là PCI. CPU đây rồi. Đây anh em ơi. Đây. Nó ghi luôn cái chữ CPU ở đây anh em nhé. Đấy, thì đây lại quay chiều này chứ. Đây anh em sẽ luồn cái dây qua cái khe này. Đấy. Luồn cả hai dây qua luôn. Tí nữa thì sau khi mà cắm xong thì chúng ta sẽ thít sau. Thì quay cái chiều cái lẫy này. Nó có một cái lẫy như này. Cái lẫy này thì anh em sẽ cắm làm sao cho đúng chiều cái lẫy ở trên cái rắc cắm nguồn. Thường thì cái lẫy nó sẽ quay lên. Rồi một cổng xong. Cái cổng 4 pin bên cạnh nhá. Nó sẽ có một cổng 8 pin và một cổng 4 pin bên cạnh. Thì anh em cũng không cần tách cái này đâu.
không cần tách luôn anh em nhé. Anh em cắm nguyên cái cổng 8 pin này vào cái cổng 4 pin này cũng được, không cần tách. Thì trông nó sẽ thẩm mỹ hơn. Đấy, tách ra thì trông nó hơi xấu. Gập lại, anh em gập lại cho nó gọn. Đấy, như này này, như này là gọn này. Thì một lát nữa là mình sẽ quấn cái dây thít ở phía sau cho nó gọn. Như vậy là xong, xong cái phần là dây nguồn cho cái CPU. Bây giờ thì mình sẽ cắm dây nguồn 24 pin. Dây 24 pin này. Nhưng mà có một cái vấn đề. Có một cái vấn đề đó là hôm nay để mình lại dùng cái dây nối dài anh em ạ. Đây. Đây là cái dây nối dài. Thì cái việc cắm dây nối dài thì nó cũng giống như là cái việc mà anh em cắm dây bình thường thôi. Thường là mình sẽ cắm cái dây nối dài vào đây. Mình sẽ cắm trước. Đây anh em nhìn này. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Một đường cong tuyệt đẹp ở đây. Cắm dây nối dài thì trông nó đẹp hơn rất là nhiều so với việc là anh em dùng cái dây 24 pin. Đây. Đây là cái dây 24 pin stock của cái nguồn. Không thể nào đẹp bằng cái dây nối dài này được. Đấy, thì mình sẽ lại cắm cái dây 24 pin này vào cái dây nối dài. Đây anh em nhìn này. Cái dây nối dài nó có một cái lẫy nhá. Và 24 pin có một cái lẫy. Anh em cắm đúng cái chiều này là xong. Đấy. Chặt là xong. Lát nữa là đi dây lại gọn gàng là ok. Như vậy là xong dây 24 pin này. Xong dây cấp nguồn cho CPU. Còn dây cấp nguồn cho VGA. Dây cấp nguồn cho VGA thì một lát nữa là khi mà lắp VGA lên thì chúng ta sẽ sử dụng sau. Còn bây giờ là đến công đoạn là lắp tản nhiệt nước rồi. Như vậy là cũng gần xong rồi đấy. Thì tản nhiệt nước hôm nay là mình có mã TUC LC240 ARGB. Đây, tản mình đã bóc sẵn ở đây rồi. Thì trước tiên mà lắp cái tản ấy thì chúng ta phải lắp cái fan vào cái tản nhiệt trước. Đấy. Phải lắp fan trước. Hai fan. Thông thường ấy, những cái mã fan của tản nhiệt nước ấy thì người ta sẽ đi kèm hai dây cơ bản như thế này. Có nghĩa là một dây fan này, một dây fan và một dây sinh LED 5V. Đấy, thì thường là nó sẽ kèm một cái dây gộp nữa ở trong cái bộ phụ kiện. Thì cái mã này nó cũng thế. Thì anh em sẽ bắt cái fan vào cái rát nước. Bắt fan vào rát nước thì làm sao để cho cái chiều dây này. Cái chiều dây này một lát nữa là nó quay vào bên trong anh em nhé. Chứ đừng mà lắp ngược chiều là nó quay ra bên ngoài là không đi dây được đâu. Bây giờ là mình sẽ vào ốc. Vào ốc thì vào cái fan này mình sẽ dùng cái ốc dài anh em nhé. Tìm cái ốc dài giúp mình. Cái chuyện này để hết lên trên cái này cho nó gọn. Mình sẽ tìm cái bộ ốc dài trước. Đây. Đây là cái bộ ốc dài của cái tản nhiệt nước này. À, nó bao gồm cả ốc dài và ốc ngắn bắt ráp luôn. Rồi bây giờ thì anh em bắt thôi. Bắt thì anh em cho cái ốc này trước, xuống trước để cho nó tòi cái đầu này ra và ướm cái đầu này vào đúng cái lỗ ở trên cái rát. Đấy, như vậy thì anh em sẽ không phải căn chỉnh gì cả. Một phát là nó vào luôn. Rồi, một cái. Cái này nó có sẵn, sẵn đệm luôn này. Khá là hay. Con túp này cũng là một cái mã tản nhiệt nước mà có hiệu năng rất là cao. Berma Citec này. Rồi bảo hành 6 năm này. Đấy, và hệ thống fan ARGB cũng khá là đẹp. Tuy có một cái điểm là anh em mà muốn lắp con túp này ấy, mà đẹp ấy thì anh em nên quay cái chiều ống này ra phía sau. Đấy, đường ống này em quay về phía sau. Thì lúc mà anh em quay như thế này thì cái logo túp ấy nó sẽ thẳng đứng. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ thì sau khi mà bắt fan xong ấy thì anh em luồn hai cái dây này, luồn bốn cái dây này ra phía sau. Này có bốn cái dây này này. Anh em luồn qua cái khe này. Đây. Có khe của cái vỏ này này. Anh em luồn qua cái khe này. Luồn dây trước nhá. Chứ đến lúc mà lắp cái rát xong mà luồn dây thì khó lắm. Đây mình sẽ kéo ra từ phía sau ra. Nó dễ. Sau đó anh em đưa vào. Đưa vào thôi. Ok, đầy đủ hết dây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lật cái nắp này ra.
bắt lát vào trước. Đấy. Đây em nhìn trên nóc này. Đấy, trên nóc. Trên nóc thì đây. Rát thì mình cứ bắt hai cái ốc trước, hai cái ốc chéo góc trước. Để một lát nữa là khi mà lắp cái block vào ấy thì anh em sẽ điều chỉnh cái vị trí của cái rát để làm sao cho nó thẩm mỹ nhất và đẹp nhất. Mình cứ bắt hai cái ốc chéo góc trước đã. Một lát nữa là sẽ đi sau. Ở đây này, cái này nó bị lệch này. Đấy. Bắt nhẹ nhàng tình cảm trước. Tí siết chặt sau. Rồi đấy. Rồi quay phía dưới chú anh. Đấy, như vậy là cái tản nhiệt nước là đã bắt cái rát ở lên trên nóc này rồi. Thì bây giờ là công việc còn lại là sẽ bắt cái block nước này vào. Và bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ phải lắp cái gông của 1700. Đây anh em nhìn này, đây là cái bộ gông đi kèm này. Thì cái này anh em sẽ lắp lại phía sau. Cái này thì khả năng 1700 là anh em sẽ đẩy hết ra ngoài rồi. Đây mình sẽ úp cái này về phía sau nhé. Đấy, anh em nhìn là nó sẽ to ra 4 cái ốc này. Đây, có cái ốc này nó chưa fit này. Đấy, 4 cái ốc nhá. 4 cái ốc nó đã to ra rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái chân vào. Đây, Intel 1700 nhá. Để lắp cái chân vào. Đây, anh em sẽ xoay cái chân vào đây. Mục đích là để có 4 cái chân. Và lát nữa là chúng ta sẽ úp cái block nước vào 4 cái chân này. Và siết cái ốc chụp vào là xong. Đấy, nguyên lý thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, mình sẽ tháo cái dây này ra. Cái dây của block nước ấy thì nó sẽ có hai dây. Như con túp này nó sẽ có hai dây này. Một dây bơm và một dây led. Này dây bơm này, cái này dây led này. Đấy, và anh em sẽ phải tìm cái vị trí cổng bơm. Đây này, anh em nhìn này. Ví dụ như là Menasut ấy thì nó sẽ có ghi là Owen pump này. Thì cái cổng bên trong này sẽ là cổng bơm. Thì mình đang tính là luồn dây làm sao để cho nó đẹp nhất và thẩm mỹ nhất. Nên mình sẽ nằm ngửa ra cho anh em dễ nhìn, dễ hình dung. Đấy, quay phần này cho anh. Thường thì mình muốn lắp là làm sao để không nhìn thấy dây cơ. Chứ còn lắp mà nhìn thấy dây thì nó lại đơn giản quá. Đây, con túp thì cái đường dây nó sẽ như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải luồn dây làm sao. Đây, mình sẽ luồn cái dây bơm qua cái khe bên dưới để cắm vào cái cổng bơm này. Một số anh em thắc mắc là tại sao không tra keo. Đấy, bởi vì là cái tản túp này này đã tra keo sẵn rồi. Và cái keo tra là keo rất là xịn. Đấy, nên là anh em không phải đắn đo suy nghĩ về cái việc là đã tra keo hay chưa. Bây giờ mình sẽ luồn cái cổng bơm này xuống phía dưới. Luồn cả cổng led luôn. Luồn cả cổng led xuống phía dưới này luôn. Luồn ở bên trong này này. Đấy. Cổng bơm thì luồn anh em sẽ phải khéo tay một chút. Luồn ở bên trong nhưng mà anh em đừng có luồn theo kiểu mạnh quá. Đôi khi là nó sẽ bị chèn vào cái gì nhỉ? Cái mặt tiếp xúc. Đấy, anh em phải luồn khéo vào. Đấy, như vậy là mình đã xong này. Anh em nhìn này. Cái dây bơm nhá, cái dây bơm nó luồn theo cái khe bên dưới này này. Đấy, rất là gọn gàng luôn, gần như là anh em sẽ không nhìn thấy cái dây đâu luôn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái ốc chụp. Đây là 4 cái ốc chụp của nó này. Chụp cố định hai đầu chéo nhau trước là xong. Còn cái cổng led này thì một lát nữa là anh em luồn vào cái khe bên dưới này là xong thôi. Thì trông nó sẽ rất thẩm mỹ. Đẹp đẽ luôn. Mình là lắp cây nó dây nó phải gọn gàng cơ thì mình nhìn mình dễ chịu mới sướng mắt, chứ còn lắp mà dây dợ lòng thòng ra xong rồi lộ ra nhiều quá là rất là sợ, không thích tí nào cả. Bạn chặt 4 góc chụp vào.
Như vậy là anh em cũng gần xong công đoạn lắp một bộ PC rồi đấy, nó cũng đơn giản thôi. Mà đây là còn PC lắp tản nước, chứ còn nếu mà bộ PC mà lắp tản khí thì còn nhanh hơn nhiều, rất nhanh luôn. Đây, đấy, để cái ống ở đây. Còn cái dây 5V này nhá, anh em luồn như này này, luồn qua cái khe dưới này này. Đấy, xong rồi cho đút ra bên ngoài. Cái này tí nó có cổng chia, cổng chia 5V. Đấy, gọn gàng chưa? Anh em nhìn clean chưa? Rất là thích mắt luôn. Và đây mình sẽ lấy cái dây chia. Đây là dây chia fan này. Chia fan thì nó chia là 1 ra 2. 1 ra 2 fan. Và đây là cái dây chia led. Dây chia led, dây chia led nhìn xịn vãi anh em ạ. Đây, cái dây chia led của cái tản túp này trông xịn xò thực sự luôn. Đấy, thì anh em đã hiểu nguyên lý chưa? Cái dây chia fan này thì 1 ra 2 đầu. Thì cái đầu này anh em sẽ cắm vào cổng CPU fan. Đấy, còn cái dây chia led thì một đầu cắm vào 5V. Và sẽ chia thành 3 đầu. Thì block nước một cái và hai fan hai cái. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm nhá. Đây, cái này cho anh em dễ nhìn này. Đây, đây là cổng chia led nhá. Cổng chia led thì mình sẽ cắm lên cái cổng 5V ở bên trên này này. Hơi khó cắm tí anh em. Cái cổng 5V này thường là nó sẽ khá là khó cắm. Cái cổng chia fan, dây chia fan thì mình sẽ cắm vào cổng CPU fan. Đây, nhìn giúp mình này. Anh em nhớ nhìn rõ vị trí nhá. CPU fan ở bên trái, còn CPU OPT ở bên phải. Thì anh em nhớ để ý đừng cắm nhầm nhé. Đây, mình sẽ cắm cái dây fan này vào dây CPU fan. Đúng ra là cái cổng CPU fan này là phải cắm trước anh em, quên đấy. Bây giờ luồn tay hơi khó. Nào anh em mà lắp cây thì lưu ý giúp mình nhé. Cái cổng CPU fan này thì cắm trước giúp mình. Chứ bây giờ mà lắp ráp nước rồi, cắm cái cổng này vào nó hơi khó. Rồi ok đấy. Đổi vị trí tay một phát là xong ngay. Và bây giờ thì lắp RAM thôi nhỉ. Đây, hai thanh RAM DDR5 và bớt là 6.000 luôn, bớt ngon lành luôn. Thì RAM thì anh em sẽ cắm vào khe 2, khe 4 giúp mình nhá. Khe 2, khe 4 thì anh em mới can pi được. Vì sao phải cắm khe 2, khe 4? Bởi vì là cắm vào đấy thì mới can pi được. Cắm RAM thì Kingston Fury thì anh em sẽ quay cái chữ Fury lên trên là đúng chiều, dễ đâu. Đấy, thì anh em đặt nhẹ cái RAM lên cái khe trước nhá, sau đó ấn mạnh ở phía dưới. Ấn mạnh ở bên dưới này. Rồi, kêu một phát. Sau đó ấn mạnh ở bên trên. Cho cái lẫy này nó chụp vào là xong. Đấy. Thanh này cũng thế. Đặt hờ lên cái khe trước. Rồi, ấn mạnh ở phía dưới, ấn mạnh ở bên trên, đấy, phập vào phát là xong. Vậy là mình đã xong hai thanh RAM. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp các đồ họa. Đấy, rất là dễ thôi. Công đoạn là đến gần cuối rồi đấy. Các đồ họa hôm nay thì mình có con là RTX 4070 anh em nhé. Cạc siêu mạnh luôn. Tầm 39 triệu là anh em đã có cấu hình là 13600K này. 32GB DDR5. Đấy, và cạc là RTX 4070 Asus Dua. Đây, lột cái này ra. Cạc hôm nay thì sẽ dùng cái dây nối dài anh em nhé. Dây nối dài và cái đầu gập. Thì trước khi mà lắp cạc ấy, thì chúng ta sẽ phải tháo cái này ra. Đây, mình cho dựng lên cho anh em dễ nhìn. Đây, anh em nhìn phía sau này. Phía sau đấy anh em mở nhẹ cái này ra. Mở nhẹ hai cái ốc này ra này. Đẩy cái này ra. Đẩy cái này ra thì mới đưa cái cạc vào được. Và xem là hai cái khe lắp cạc nhá. Thì của main ATX thì anh em sẽ tháo là khe số 2 và khe số 3 nhé. Số 2 và số 3. Còn main MATX thì sẽ là khe số 1, số 2. Đấy, giữ lại hai cái ốc này. Đấy, tháo hai cái thanh chặn. Rất là thích này. Montec làm cái này khá là tiện này. Anh em chỉ việc vặn ốc là nó ra luôn. Chứ một số hãng là phải bẻ bằng tay, rất là mệt. Rồi bây giờ chúng ta cắm cái cạc đồ họa vào rất là dễ thôi.
Thì mình đã có sẵn một cái video hướng dẫn lắp cạc đồ họa rồi ấy, nên là cái này thì mình sẽ không cần phải nói quá nhiều nữa. Anh em nhìn hai cái chân này, hai cái chân của cạc đồ họa. Anh em làm sao ướm vào hai cái chân bên trong của cái khe mên này. Đấy, và cái vị trí khe cắm bên trong cạc đồ họa này. Đấy, nó khít như này. Và anh em ấn mạnh một phát là xong. Đấy, phập một phát là xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chốt hai cái ốc vào thôi. Chốt hai cái ốc vào phía sau thôi là ok. Đấy. Chốt hai cái ốc gáy. Rồi bây giờ thì cắm cái dây nối dài. Đây mình có một sẵn một cái dây nối dài đây rồi. Đấy. Thì Montech nó có một cái khe để anh em luồn dây này, khá là tiện. Cho đầu này xuống trước. Đấy, đầu này cắm ở đây. Đấy, gọn gàng luôn. Đấy, trông gọn gàng luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắm dây phía sau. Mình sẽ hướng dẫn anh em cắm dây luôn. Đầu tiên là tìm cái dây cạc vừa rồi đã. Đây cái dây nối dài đây. Cái dây nối dài đây thì mình sẽ cắm, anh em cắm vào cái dây PCI nhá. Đây dây, anh em nhìn này, PCI này, PCIe này. Đấy, sẽ cắm vào cái cổng dây nối dài. Nó đang nằm ở tít phía dưới này rồi. Rồi xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó qua này. Đây là cái cổng chia 5V này của cái tản nhiệt này. Thì bây giờ mình sẽ tìm ba cái dây 5V, đủ 3 dây. Đây là một đầu 5V này. Đầu này là của block nước này. Và hai cái đầu của fan nữa. Hai cái đầu của fan nữa là xong. Đây. Ok, đủ 3 đầu nhá. Em cắm vào đủ 3 cái là được. Đây này. 1 này. 2 này. 3 này, rồi xong. Bây giờ là đến cái cổng fan. Đây là cái dây chia fan này, đã cắm vào sẵn vào cái CPU fan rồi. Thì bây giờ anh em cắm hai cái fan của tản nhiệt nước vào là xong. Đây là dây hai cái dây fan này của cái tản nhiệt nước này. Đấy, cắm vào cái dây chia fan này là xong. Đấy, rất là dễ thôi, chả có gì cả. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về những cái cổng của cái vỏ cây thì nó ngoài những cái cổng cơ bản ấy, thì cái vỏ cây hôm nay nó còn thêm những cái cổng fan nữa anh em ạ, cổng fan và cổng led nữa. Đây. À, cổng led mình cắm rồi, cổng led mình cắm rồi, sorry anh em. Thêm cái cổng cấp nguồn nữa thôi. Đây. Đây là cái cổng cấp nguồn cho cái hệ thống fan của cái vỏ cây ngày hôm nay. Thì anh em cắm vào cái gì nhỉ? Cắm vào cái đầu cấp nguồn SATA là ok. Đây là cái đầu cấp nguồn SATA nhá. Cắm đúng chiều chữ L. Đúng cái rắc vào là xong. Đấy. Và ngoài ra thì cái vỏ Montech này còn một cái cổng fan này nữa anh em nhé. Cái cổng fan này là, nó là cái cổng tín hiệu điều tốc cho 4 cái fan. Nên là mình vẫn phải cắm vào main. Đây, quay mặt trước này. Cắm nốt tổng này nữa là xong. Là anh em đã có một bộ PC hoàn chỉnh rồi. Ý chỉ việc là DJ lại gọn gàng nữa là xong thôi. Cổng fan này thì anh em chỉ cần cắm vào những cái cổng fan ở phía dưới này là được. Ở đây mình sẽ luồn cái cổng fan xuống phía dưới này này. Và ở dưới này nó sẽ có hai cái cổng fan. Đây. Đấy. Anh em cắm ở cổng nào cũng được. Đây, như vậy xong nhá. Đấy, như vậy là mình đã hoàn thiện xong. Hoàn thiện xong phần thô của cái bộ PC ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ nhờ bạn kỹ thuật, bạn ấy DJ lại. Và mình sẽ quay thành phẩm cho anh em xem sau khi mà lên LED nhá. Rồi anh em chờ một lát. Và đây là thành quả cuối cùng. Anh em ngó qua sau một hồi hì hục lắp cây PC thì chúng ta đã có được một bộ PC hoàn chỉnh rồi. Trông rất là ngon lành cành đào. Anh em nhìn này. Ổn chưa? Tầm 39 củ. 39 củ là anh em đã có một cái cấu hình PC rất là ngon lành rồi. 13.600K này, 32GB DDR5 bớt tận 6.000. Đấy, và cạc là RTX 4070 và là phiên bản đua nhá. Phiên bản đua thì nó sẽ đắt hơn là cái bản Ventus mình hay dựng ấy. Vì là bản đua thì cái nhiệt độ của nó sẽ mát hơn Ventus khá là nhiều. Nó sẽ mát hơn khoảng 6 đến 7 độ. Đấy, còn lại thì anh em ngó qua một chút về thành quả nha. Hy vọng là xem cái video này xong thì anh em cũng tự tay lắp được cho mình một bộ PC hoàn chỉnh.
Còn ngó qua một chút về thiết kế thì chúng ta sẽ có một con vỏ Montec E 1000 Premium. Cái này thì mình đã thay mặt trước bằng mặt lưới rồi anh em nhé. Con này thì nó có một cái khá là hay, đó là nó có thể tùy biến mặt trước. Anh em có thể dùng mặt lưới cũng được, hoặc là dùng mặt kính cũng được. Đấy, thì mình thay bằng cái mặt lưới này cho nó mát. Anh em mà dùng cái mặt lưới này thì bao mát luôn, bởi vì là cái phía trước nó đã kèm sẵn là 3 fan 140 rồi, 140mm luôn anh em nhé. Đấy, và fan sau cũng là một fan 120mm đi kèm. Và tất cả 4 fan này đều có sinh men. Đấy, tất cả fan đều sinh men hết rồi. Anh em có thể nhìn được là 4 cái fan của cái vỏ cây và 2 cái fan của cái tản nhiệt nước là đã đồng bộ màu hết với nhau rồi. Đấy, thậm chí là cả cái màu của cái block nước và màu của cái logo Rockchick ở trên main đã đồng bộ hết sang cái tông màu xanh mà mình hay set. Thì mình khá là thích cái tông này nên là mình set để cho anh em thấy là cái sự đồng bộ giữa 4 cái fan của vỏ cây, 2 cái fan của tản nhiệt nước, của block nước và của cái main. Đấy, đều được sync hết rồi. Còn bên trong nội thất thì chúng ta sẽ có một con main B660-A Rockchick. Đây là một cái mã main mà nền thì màu đen nhưng mà giáp tản thì màu bạc. Cái mã main kiểu như thế này thì nó cũng na ná kiểu của Adlock ấy. Anh em có thể lắp vỏ trắng cũng đẹp mà lắp vỏ đen cũng không vấn đề gì cả. Trông cái main nó vẫn nổi. Đây này, nhìn cái main nó vẫn nổi mà nó không bị lệch tông quá. Trông vẫn rất là ok, không vấn đề gì cả. Bên trong thì chúng ta sẽ có là hai thanh RAM đen xì xì. Anh em nào mà thích đèn đóm thì có thể đổi sang RAM RGB thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái block nước của Asus TUF. Con này là LC240 phiên bản là ARGB. Anh em nhìn là cái hệ thống dây dợ là mình đã luồn xuống hết phía dưới rồi. Nên là nhìn cái dây nó rất là gọn gàng và clean, không kiểu như là bị cái dây vắt qua cái giáp này này. Trông rất là kinh. Thực sự là lắp cái PC mà để cái dây nó vắt qua cái giáp này nhìn mình không thể chấp nhận một tí nào cả. Còn đây là cái card đồ họa của chúng ta. Trông con 4070 Dua này thì nó đẹp hơn là con MSI Ventus khá là nhiều, vuông vức hơn này, to hơn một tí. Đấy, và đương nhiên là nó sẽ mát hơn. Còn bên trong thì mình vẫn dùng hai cái dây nối dài, một dây 24 pin và một dây 8 pin, gọn gàng. Cách lắp dây nối dài như thế nào thì mình cũng đã hướng dẫn ở trong video lắp đặt rồi. Đấy, quay trở lại với cả bộ PC thì anh em có thể xem lại một lần nữa về tổng quan. Đấy, thì hy vọng là cái video ngày hôm nay thì nó sẽ hữu ích cho anh em. Còn anh em nào mà có nhu cầu build PC, mua PC thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.